Chào mừng quý thính giả đã đến với Tôi Đọc Bạn Nghe. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn. Đừng quên nhấn đăng ký để được nghe nhiều nội dung thú vị hấp dẫn tiếp theo. Đến hẹn lại lên buổi đọc sách hôm nay, Kim Ly tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Chúng ta tiếp tục dõi theo để biết được chặng đường của Bác Hồ kính yêu ra đi tìm đường cứu nước gian nan khó nhọc như thế nào nhé. Dấu chân Nguyễn Tất Thành in xuống đất cực Nam Trung Bộ, dưới ánh nắng thiêu, bóng anh nghiêng nghiêng, bên bóng những tháp chàm trần trụi. Trên đường đi vào, tình cờ Thành gặp người bạn cũ Phạm Gia Cần từ Bình Thuận trở về Nghệ An. Thành viết bội thư gửi về quê cho chị Thanh và anh cả Khiêm. Anh kể khá tỉ mỉ những chuyện xảy ra trên dọc đường vào của mình. Anh miêu tả về cuộc sống cô đơn và sự chán trường việc quan của cha. Và Thành tâm sự trong thư: em đã nhận một chân dạy học ở trường Dục Thanh ở Phan Thiết. Trường này có các lớp tư, lớp 3, lớp nhì và lớp nhất. Học trò được học 3 thứ chữ là quốc ngữ, chữ Tây và chữ Nho. Các môn sử ký, địa dư, cách trí, toán pháp, toán đố đều được soạn dạy theo mục đích của trường. Mở mang trí thức cho học trò, đào luyện họ thành người ích nước, lợi nhà. Em nhận dạy chữ Tây cho lớp nhì, dạy sử ký, địa dư cho lớp nhất. Em được nhận vô dạy trường này là có sự giúp đỡ của ông Hồ Tá Bang, bạn thân của cha. Ông là tổng lý công ty Liên Thành, thương quán chuyên sản xuất nước mắm. Công ty này là do các ông Trần Quý Cáp, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng và Đặng Nguyên Cần kêu gọi các nhà hàng tâm hàng sản góp vốn kinh doanh để xây đắp cho công cuộc mở mang dân trí, dân sinh. Các cụ Nguyễn Trọng Lội, Nguyễn Quý Anh, Hồ Tá Bang, Nguyễn Hiệt Chi, Trần Lệ Chất, Ngô Văn Nhượng là sáng lập viên Liên Thành. Trường Dục Thanh do công ty Liên Thành thương quán bảo trợ. Cuối thư, Thành dặn chị gái và anh trai: trường Dục Thanh là một cung trên đường của em đi. Em sẽ ở lại đây một thời gian, để rồi sẽ đi tiếp vô Sài Gòn. Cửa biển Phan Thiết hình cánh cung, ban mai vắng lặng, những con dã tràng kiên nhẫn xe cát. Sương mù bay lang thang từ xa khơi vào các xóm dân trài. Một vài con thuyền bè mảng già nua nằm chơi trên bãi cát. Nhìn biển cả, thầy Thành bồi hồi nhớ về kỷ niệm cùng anh Khiêm theo cha mẹ vào kinh đô Huế. Lúc lên đỉnh đèo ngang, lần đầu tiên thấy biển mà tưởng là cái ao. Giờ đây anh đã lớn khôn, lại thấy biển mênh mông quá. Muốn đi xa, đi tìm chân lý, tìm lẽ sống công bằng, nhưng vượt biển bằng cách nào đây? Anh bâng khuâng trước cảnh biển trời hùng vĩ. Bỗng tiếng trống trường từ trong phố âm vang, ngân dài theo tiếng sóng. Anh rời gót bước về phía tiếng trống gọi, từng dấu chân anh in mịn màng trên cát trắng phau. Giữa khu vườn rộng có một dãy nhà dài, chia nhiều ngăn, lập ngói vảy rồng. Bốn phía nhà không thương che. Trước khi dùng làm trường học, ở đây thường gọi là nhà Thảo Bạt. Trước lối vào Thảo Bạt, một cái cổng cao vững chãi, trên đó đặt tấm biển dày và dài suốt hai bên trụ đứng, khắc chữ quốc ngữ trường Dục Thanh. Hai bên khắc tên trường bằng hai thứ chữ, chữ Hán và chữ Pháp. Ngay trước trường có một cái ao khá rộng, cây gừa cổ thụ, cành vươn dài ra giữa ao, từng chùm rễ trên cành rủ xuống ao như một bộ râu dài phủ phê. Cốc cây gừa xù xì ngay cạnh bến đá, xây nhiều bậc. Học trò thường xuống ao rửa chân trước lúc vào cổng trường. Thầy giáo Nguyễn Tất Thành bận bộ áo dài trắng, cổ đứng, đi guốc gỗ mộc, ôm cặp da bò màu vàng cam, bước khoan thai vào lớp. Cả lớp học đón thầy với một không khí ấm cúng, trật tự và lễ phép. Thầy Thành nở một nụ cười tươi nhìn các em âu yếm nói: thầy chúc các trò ngoan, học giỏi. Cả lớp đáp lại: chúng con vâng lời thầy. Cả lớp hướng mắt về thầy và thầy Thành giọng ấm áp điểm danh. Thầy viết lên góc bảng đen sĩ số 38. Hiện diện 38, khiếm diện 0. Thầy từ trên bục đi xuống đến bên cạnh em Lê Trung Liệt. Thầy ân cần hỏi: bữa nay ở nhà chắc có chuyện chi? Thầy thấy trò không được vui. Dạ thưa thầy, má con bệnh nặng. Đêm qua má con đã trở bệnh. Con lo má con không qua khỏi, mà ba con lại đang đi chảy nước mắm, đi xa lắm. Thầy Thành chớp chớp mắt nhớ về một thời tư ấu của mình ở thành nội Huế. Giọng thầy buồn buồn: nhà có đủ tiền thuốc thang cho má không? Thưa thầy, má con bệnh nặng kéo dài. Con nghe mấy anh chị của con biểu
hết kiệt vốn liếng trong nhà rồi. Sáng nay anh trai của con đang đi làm cầm đồ để có tiền chạy chữa cho má con, thưa thầy. Tan học, trò đưa thầy về thăm má của trò. Thầy vừa được lĩnh tiền giảng phí. Em Liệt xúc động bật lên tiếng khóc. Trò đứng buồn phiền, thầy Thành an ủi. Thầy đã từng nhận được tình thương của nhiều người chia sẻ. Thầy được chia sẻ với em chút tình ngày hôm nay là sự nhớ ơn của thầy đối với những người đã chia sẻ với thầy lúc tối lửa tắt đèn. Thầy Thành đưa mắt nhìn khắp lớp. Sau buổi học có trò nào muốn đến thăm mẹ của trò Liệt không? Cả lớp đồng thanh, thưa thầy có ạ. Thầy Thành đi lên bục, vẻ mặt vẫn còn phảng phất buồn. Thầy nói, hôm nay chúng ta học bài sử ký Hùng Vương dựng nước, đời Hồng Bàng. Thầy cầm viên phấn viết lên bảng đầu đề của bài lịch sử. Nét chữ của thầy thanh như dáng người thầy. Hồng Bàng là thời kỳ mở đầu của 18 đời vua Hùng. Công lớn nhất của các vua Hùng là dựng nước. Các em lắng cả tâm trí theo dòng ánh sáng của thầy giáo Thành đang truyền bá. Giọng thầy giảng bài ấm và âm vang. Chuyện tích con rồng cháu tiên là sự thể hiện niềm tự hào về giống nòi người Việt Nam của tổ tiên ta. Trong khi giảng bài, thầy thường hỏi. Thầy nói tiếng Nghệ, sửa chưa hết được thổ âm, thổ ngữ, các trò nghe có được rõ không? Thưa thầy rõ ạ. Các trò có hiểu được những điều thầy giảng không? Chúng con hiểu được ạ. Một em học sinh lớn tuổi nhất lớp đứng lên xin phép. Thưa thầy, con xin thầy được phép hỏi ạ. Trò mạnh dạn hỏi, vậy là tốt. Thưa thầy, Tích Lạc Long Quân lấy nàng Âu Cơ đẻ ra một bọc trăm trứng, nở ra trăm con, một nửa theo cha xuống bể, một nửa theo mẹ lên ngàn. Chuyện hoang đường ấy có nghĩa chi, thưa thầy? Thầy Thành bước xuống bục, đi qua đi lại trước lớp, mắt mơ màng, giọng tha thiết. Các truyền thuyết thường được tưởng tượng hoang đường vì nó bắt nguồn từ trong đời sống xã hội của con người. Thời còn hoang sơ, nhưng chuyện nào cũng đều có ý nghĩa giáo dục. Cái bọc ấy chính là lòng mẹ. Chung một lòng mẹ nghĩa là cùng một nòi giống. Vì vậy mà dân ta có hai tiếng nghe rất thiêng liêng, đó là thầy Thành viết chữ hoa, đồng bào. Có nghĩa là cùng một bọc, cùng một dòng máu. Thầy Thành lại hỏi, các trò rõ chưa? Dạ, rõ rồi ạ. Còn sự tích một nửa số người đi lên ngàn, một nửa số người đi xuống bể. Nó nói lên con người Việt mình đã trải qua bao mưa nắng, người đi phương này kẻ đi nơi kia để khai phá mở mang bờ cõi, xây dựng đất nước. Nước Việt Nam ta được như ngày nay, ta đừng quên công lao của bao đời đã đổ mồ hôi và máu. Người ta thường nói tình tổ quốc nghĩa đồng bào là từ gốc Tích ấy. Giọng thầy đọc trầm bổng thiết tha, sông sâu nước chảy nặng dòng, lòng ta có khác chi lòng mình đâu. Dầu Nam dầu Bắc mặc dầu, cùng chung tổ quốc, cùng sầu nước non. Cả lớp nhất không một em nào động tay, động chân, lắng hồn đón nhận những lời thầy như đêm dày được ánh sáng soi vào. Cuối bài thầy dặn, các trò ạ, chữ là mắt, người không có chữ coi như bị mù mắt. Hồi còn nhỏ, thầy thường được nghe cha mẹ, ông bà ngoại của thầy nói về cái chữ tối hệ trọng đến như vậy, mà nó hệ trọng thật. Không có chữ con người ta bé nhỏ trước tất cả dưới gầm trời này. Và người không có chữ sẽ mãi mãi là vật sai khiến, vật hy sinh của bọn thống trị. Cho nên các trò được ngồi học là phải tự hỏi mình, học chữ để nên người giúp dân cứu nước hay để được vinh thân phỉ gia. Trống ra chơi điểm từng tiếng, bóng nắng sao động, theo chân của đám học trò chạy nhảy tung tăng trên sân trường. Nắng chưa trải dài trên con đường xanh xa. Thầy giáo Nguyễn Tất Thành từ nhà em Lê Trung Liệt đi ra phố. Đám học trò đi theo thầy tới thăm mẹ bạn Liệt đã tản về các ngả đường. Thầy Thành đi về phía bờ sông Cà Ti, gần chợ. Một tiếng đàn bầu của người hát xong cất lên ai oán. Thầy Thành khựng lại, không định dừng lại nghe. Nhưng thấy cái thau đựng tiền của người hát xong chưa có một đồng nào. Thầy Thành lần trong túi lấy ít tiền còn lại biếu người hát rong. Thấy ông giáo trẻ cho tiền người hát rong, mấy người luống tuổi đang đứng nghe và cả những người đi ngang qua lần lượt bỏ vào thau những đồng tiền kẽm, đồng hào trắng. Nhìn vào thau đã có cái ăn cầm hơi cho người mù hát rong. Thầy Thành cảm thấy lòng mình âm ấm và bước đi nhẹ gót chân hơn. Nhưng dòng suy nghĩ của thầy chịu nặng về hình ảnh ông Sầm ở quê nhà và những năm tháng lớn lên. Thầy nghiệm thấy điều ông Sầm nói càng có lý.
mắt mù không đáng sợ bằng mắt sáng mà tim mù. Bởi lẽ người ta bị mù mắt thì khổ trăm đường, ai cũng có thể ăn hiếp được. Nhưng kẻ mắt sáng mà tim mù thì sẽ đem lại những tai họa ghê gớm cho bao người. Mà ở trên đời này, cái bọn mắt sáng mà tim mù thì đâu có ít. Lại một mùa hè nữa đến với thầy giáo Nguyễn Tất Thành. Nước da của thầy đã nhuốm nắng miền cực nam của Trung Bộ. Một buổi trưa, thầy giáo Thành ngồi đọc sách. Tiếng chim ngoài vườn xanh ôm tùm vọng vào. Lòng bồn chồn không yên, thầy cầm trên tay cuốn sách dạo bước quanh, ngọa du xào. Nhìn qua bên kia vườn cụ Nguyễn Thông, thầy thấy một em bé đang trèo khế hái trộm quả, một em đứng dưới canh gác. Thầy trong mày mỉm cười, trò Tây và trò Phùng rồi, hai trò đầu to này, chẳng chịu ngủ trưa, lèn đi hái trộm khế, bà ấm lội mà biết được thì giày to. Thầy Thành gập cuốn sách lại, khoan thai đi sang vườn khế. Từ trường Phùng thấy thầy giáo Thành vội vàng đưa ngón tay lên miệng, định báo động cho Nguyễn Thành Tây đang ở trên cây, nhưng thầy Thành đã khoát tay ngăn lại. Phùng đứng khép nép vào gốc cây, sợ hãi. Thầy Thành đến gần và nói nhỏ nhẹ, bạn Thành Tây của trò đang ở trên cao, trò đừng làm vậy mà bạn ấy hốt hoảng nhảy đại xuống, lỡ gãy chân gãy tay, rõ chứ trò? Dạ. Từ trường Phùng đã hết sợ hãi vì thầy Thành không mắng một lời nào. Thầy còn dặn, ráng đợi cho trò Tây xuống đất rồi hãy đến. Nguyễn Thành Tây từ trên cành cao nhảy xuống với hai túi áo đựng đầy khế. Vừa đặt chân xuống đất, trò Tây đã nhìn thấy thầy giáo Thành đi tới. Chân em đứng không vững, mặt tái mét, mắt nhắm, chờ mấy cái bập tai của thầy. Xong một tiếng nói ấm áp, trò ngồi xuống chỗ bóng mát, kẻo mỏi chân. Nguyễn Thành Tây thở vào nhẹ nhõm, hai mắt em mở to, nhìn thầy giáo Thành e ấp một niềm cảm kích biết ơn. Thầy Thành ngồi giữa hai người học trò bên gốc cây khế. Thầy ôn tồn hỏi, trò Phùng hay là trò Tây bày ra chuyện đi trộm khế thế này? Dạ thưa thầy, là con ạ. Dạ thưa thầy, cả con nữa ạ. Thầy biết việc này là cả hai trò rồi, nhưng thầy muốn hỏi cho rõ hơn là trò nào đã nêu ra trước? Thưa thầy, con ạ, chính con đã rủ bạn Phùng ạ. Thầy Thành đặt tay lên vai Nguyễn Thành Tây, nét cười thoáng trên môi. Thầy nhìn tập sách cuộn tròn cặp trong nách Tây hỏi thân mật, trò có cuốn sách chi đó mà lại cuộn tổ sâu vô nách vậy? Tây lấy cuốn sách từ nách ra, hơi luống cuống. Phùng nhìn Tây nháy mắt cười. Tây nói, thưa thầy, sách thơ Lục Vân Tiên ạ. Trò đã đọc được tới đâu rồi? Thưa thầy, con vừa mới đọc được ít thôi ạ. Đọc đến dòng nào chỉ thầy coi. Đây ạ, trai thì trung hiếu làm đầu. Trò có hiểu nội dung câu thơ này không? Con hiểu được phần nào ạ? Trò nói cho thầy và bạn Phùng nghe điều trò hiểu đi nào. Dạ, trung hiếu làm đầu có nghĩa là trung thành với vua, hiếu thảo với cha mẹ. Thầy Thành quay lại hỏi Phùng, trò thấy bạn Tây giải thích vậy đã đúng chưa? Thưa thầy, con cũng hiểu như bạn Tây ạ. Các trò hiểu chữ trung, chữ hiếu như vậy là đúng, nhưng còn hạn, còn hẹp. Ta phải hiểu rộng hơn. Ấy là lòng trung thành với tổ quốc, lòng hiếu thảo với cha mẹ, với đồng bào. Bởi vì mỗi người chúng ta sống trong một rừng mối liên quan, từ trong gia đình tới họ hàng, làng nước, các trò phải ôn lại bài học vua Hùng dựng nước mà thầy đã giảng ở lớp. Thầy Thành nhìn vào hai túi áo của Nguyễn Thành Tây đựng đầy khế. Hai trò rủ nhau đi lấy trộm khế là phạm lỗi gì? Cả hai em mặt đỏ bừng đáp, chúng con lấy trộm của người khác là không hiếu thảo với đồng bào ạ. Biết việc mình làm sai, phạm lỗi thì nên xử trí như thế nào? Thưa thầy, từ nay chúng con không bao giờ làm như vậy nữa. Phạm lỗi, dám nhận và sửa chữa lỗi lầm là một nhân cách, là biết đạo làm người. Giờ thì thầy đưa hai trò đến nhận lỗi gia đình, thầy ấm lội. Mặc dầu không một ai trong nhà, thầy ấm lội biết việc này, nhưng ta có lỗi, lương tâm ta thúc giục ta sửa lỗi. Nguyễn Thành Tây bưng một mũ khế, cả ba thầy trò đi dưới vườn cây mát rượi tiếng ve sầu. Thấy hai cậu học trò mặt buồn xỉu, thầy Thành động viên, các trò có thích chơi ve sầu không? Chúng con thích ve sầu lắm thầy ạ. Các trò thấy ve sầu có tính gì đặc biệt nào? Nguyễn Thành Tây giọng nghịch ngợm, thưa thầy, giống ve sầu chống đối việc bắt nó bằng cách đái một bãi vào tay ạ. Cả ba thầy trò cười thoải mái. Từ trường Phùng thì nhận xét, thưa thầy, ve sầu có đặc tính kêu dai suốt cả mùa hè ạ. Thầy Thành tươi cười, các trò có mắt quan sát tốt lắm. Riêng thầy
thấy giống ve sầu còn có một tính riêng biệt, rất là thú vị. Đó là tính hay xấu hổ, cứ úp mặt vào thân cây mà than vãn cả mùa hè. Tiếng cười khúc khích của ba thầy trò Nguyễn Tất Thành hòa vào âm thanh, ve sầu bồng bềnh theo gió xanh sắc biển xa. Cơn mưa đầu mùa đến miền cực Nam, bất chợt, ngắn ngủi, đất khát, nước ít như nước đáy ve sầu, chẳng thấm tháp gì. Các thầy giáo và học trò trường Dục Thanh phải vỏ lưng khiêng nước ao tưới cho hàng cây trồng quanh sân, vườn trường. Các ông Nguyễn Trọng Lội, Nguyễn Quý Anh, Hồ Tá Bang, Nguyễn Hiệu Chi, Trần Lễ Chất, Ngô Văn Nhượng, sáu vị sáng lập công ty Liên Thành và hội đồng bảo trợ trường Dục Thanh đến thăm một buổi lao động Trấn Hưng Trường Ốc. Cả sáu ông đều ngạc nhiên thầy giáo Nguyễn Tất Thành, con trai quan phó bảng Nguyễn Sinh Huy, mà gánh nước đi dẻo như người gánh cá tươi chạy chợ chưa vậy. Những cô gái con các nhà có chân trong công ty Liên Thành càng nhìn trộm thầy giáo Thành gánh nước tưới cây. Bà Hồ Tá Bang với con mắt người mẹ hàng kén rẻ thì nhìn thấy thầy Thành, người mảnh khảnh da trắng, môi đỏ như gái cấm cung, ăn không gắp nặng đũa mà gánh gồng chất nặng đầy hai vai, lại còn trí khôn trước tuổi. Từ ngoài vườn trường về, thầy giáo Thành ngồi nghỉ bên thềm, hai mắt mơ màng dõi theo đàn bồ câu đang biện diện trên sân. Bóng cây in xuống sân như mảnh gấm hoa đen. Thầy lại bồi hồi nhớ về một buổi sáng tiễn cha Tử Huế lên Bình Khê, đàn bồ câu và những bóng cây trên sân lưu luyến theo người. Ông già đầu bếp rón rén đến bên thầy, mời thầy vô nhà xây cơm ạ. Cảm ơn chú Tám. Thầy Thành ngồi vào bàn ăn. Ông già đầu bếp nhấc chiếc lồng bàn đưa xuống nhà dưới. Trước mặt thầy, chiếc mâm thau bóng loáng, đôi đũa son, cái bát kiểu. Đặt bên những món ăn thanh đạm, đĩa cá kho, tôm diêm mặn với thịt và bát canh rau. Thầy Thành vừa xới cơm vào bát, ông già đầu bếp bước vào. Thưa, có người lạ đến tìm thầy ạ. Hai mắt thầy Thành ánh lên vẻ ngạc nhiên. Nhờ chú Tám mời ông vô dùm cho. Được chứ chú Tám? Hay là thầy... Ông già Tám ngập ngừng nói. Thầy cứ việc cơm nước đàng hoàng, tôi sẽ mời ông ta vô nhà dưới ngồi đợi. Chắc ông ta từ xa đến để người ta đợi mình lâu, không nỡ chú Tám ạ. Một người quần áo vá chằm, cầm cái nón che đằng trước đầu gối, rón rén đi theo ông già Tám. Thầy Thành từ trong nhà bước ra, đon đả hỏi. Mời ông vô, ghế đây mời ông ngồi tự nhiên. Ông khách thở phào nhẹ nhõm khi thấy người thầy giáo trẻ măng, con quan mà cư xử với ông niềm nở, quý mến chứ không coi khinh ông rách dưới, thất thểu, đi kiếm ăn. Ông ngồi xuống mép ghế, thầy Thành hỏi, ông từ xa đến đây và có việc chi cần gặp tôi ạ? Bẩm cậu ấm, xin ông đừng bẩm, thầy Thành nói, ông cứ nói bình thường, tôi chỉ bằng tuổi em út của ông thôi. Thưa cậu ấm, con từ ngoài huyện Bình Khê vô đây, có thư của quan huyện gửi đến cậu ấm đây ạ. Thầy giáo Thành tự phong thư, nhắc thấy hai bàn tay ông khách quặn quẹo, nhưng không tiện hỏi, môi hơi mím lại kìm sự xúc động, thầy nói, ông từ xa đến đây gặp bữa, xin mời ông cùng xơi cơm với tôi. Dạ bẩm cậu ấm, cậu nhân đức quá. Thầy Thành đi xuống nhà dưới, lúc trở lên có cả ông già Tám mang lên theo đũa bát mấy món ăn thêm. Ông khách vẫn còn sợ sệt, con mắt đói khát, nhưng không dám gắp mạnh dạn. Thầy Thành vừa gắp lên bát cho khách vừa phân trần. Ông cứ ăn tự nhiên, ăn nhiều thức ăn. Ở Phan Thiết đây chẳng thiếu cá tôm đâu. Tôi vốn ăn ít đã thành thói quen rồi. Ông đừng vì tôi ăn ít mà e ngại. Sau bữa cơm, ông khách ngồi uống nước ở bàn trà. Thầy Thành tựa chàng kỷ xem thư cha rất kính cẩn. Hai nét mày luôn chuyển động và lá thư chăn trở trên tay. Thầy lại cầm phong thư của cha gửi ông Hồ Tá Bang. Hàn sĩ Nguyễn Sinh Huy kính thư Hồ Tá Bang tiên sinh. Thầy Thành bước đến bàn trà, giọng chân thành. Tôi sẽ trao thư của cha tôi tận tay ông Hồ Tá Bang. Tôi cũng sẽ thư chuyện giúp ông với ông Hồ, để ông được vào làm công trong công ty Liên Thành như cha tôi dặn trong thư. Bẩm cậu, người khách cảm động nói líu cả lưỡi, phúc phận cho nhà con rồi. Ông chỉ hai bàn tay tật nguyền, cậu ấm coi, kiếp làm người của con vậy đây. Bàn tay em sao vậy? Bẩm cậu ấm. Ông vẫn quen thư bẩm, vì con không có tiền nộp thuế, đám hào lý ở xã con tịch thu bò cày của con. Con chống cự bị họ bắt giam và họ lấy rẻ tẩm dầu lạc cuốn vào hai bàn tay con,
rồi châm lửa đốt mới nên nông nỗi này. Thầy giáo Thành hai tay ôm lấy đầu, mắt như có mảng mây che tối lại. Bàn chân thầy xê dịch trên nền nhà, tiếng ông khách như thể giọt nước mắt nhỏ xuống đều đều. Bọn hào lý áp giải con lên huyện và vu cho con tội đào ngạch quét vách ăn trộm của nhà giàu, bị người ta bắt và chịu hình phạt tẩm dầu đốt đôi bàn tay đạo thẳng. Nhưng quan tri huyện Nguyễn Sinh Huy đã như một ngọn đèn soi tỏ được nỗi oan khóc của con. Quan đã cấp cho con một tờ phóng thích vô tội bất can miễn chấp. Con về nhà được ít lâu thì vợ và hai con đều chết trọi. Con định đi sang làng khác kiếm sống, nhưng hào lý không cấp thẻ thuế thân cho con. Con lại đánh đàng lên quan huyện xin được quan che chở. Thiệt là phước bảy đời để lại cho con, quan lớn không một tí ngần ngại chi. Quan viết thư đưa cho con tiền ăn đường và dặn: anh cầm thư này đi vô Phan Thiết, con trai tôi đang dạy học ở trường Dục Thanh. Anh phải đi thật xa như vậy mới có thể yên thân được, vì tôi sẽ không còn ngồi ghế tri huyện này nữa mô. Quan còn nói, làm quan theo thời thì mất phúc đức to. Tôi sẽ đi cắt thuốc chữa bệnh, giúp cho dân là phải hơn cả. Thầy giáo Thành vuốt lại mái tóc, đứng dậy nói, mời ông, ta sang văn phòng của công ty Liên Thành. Ông Hồ Tá Bang giờ này thường ở bên đó. Hai người bước ra sân, sương chiều ngoài cửa bể như những tấm lụa trắng và phơn phớt hồng bay vào thành phố hoàng hôn. Một ngày chủ nhật, nước thủy triều dòng kiệt, cửa bể Phan Thiết trải một màu nâu bầm. Bãi biển lùi rộng ra xa, từng đàn chim biển lên phơi nắng xòe những đôi cánh trắng phau giữa thềm cát mịn màng. Những con còng, con dã tràng lên dày như mắt sàng. Thầy giáo Nguyễn Tất Thành đưa học trò đi chơi biển, học tập ngoài trời. Thầy mặc chiếc áo sơ mi cộc tay, quần sóc đều màu trắng, đôi mũ cốt bần lợp vải quét phấn trắng, chân đi giày băng túp. Đám học trò con trai cũng mặc đồng phục như thầy giáo, hai cô nữ sinh mặc áo dài trắng. Ra khỏi phố, thầy trò leo lên những động cát, trèo lên được hai ba bước lại tuột xuống một bước. Nhiều em lên được ngọn động, níu tay nhau ngồi bệt xuống, cát chùi tuột xuống chân dốc, các em cười khoái trá. Hai cô nữ sinh thì mải mê tìm các vỏ sò vỏ ốc có hình thù và màu sắc, vân dạng kỳ thú. Thầy Thành bâng khuâng nhìn biển nước dòng, bờ xa trắng trải những cồn cát, nương dâu liền một dải chân trời. Thầy cảm nhận những cánh buồm mọc thẳng trên nền biển xanh có sức kêu gọi con người đứng dậy mà đi tới. Thầy gọi học trò đến ngồi xung quanh trên động cát có bóng cây cổ thụ. Thầy hỏi, các trò có biết tại sao người dân làng Chài lại trồng các loại cây cao to có rễ sâu tán rộng bên bờ biển không? Thưa thầy, để có bóng mát để họ ngồi chơi như thầy trò ta đang ngồi ạ. Một em khác nói, họ trồng cây to trước cửa bể là để lấy gỗ chuyên đóng thuyền, làm chèo, làm lai ạ. Thầy Thành cười, các em nhìn nhau cười khúc khích. Thầy ôn tồn nói, các trò nói có phần đúng, nhưng các trò phải hiểu là loại gỗ dùng đóng thuyền, làm chèo, làm lái phải là loại gỗ ít ngấm nước, nhẹ mà dẻo mới được. Còn những cây người ta trồng trước cửa bể cốt để làm cột tiêu cho thuyền bè lúc trở về bến. Thầy chỉ tay ra phía xa khơi, các trò có thích những cánh buồm đi khơi kia không? Trò Nguyễn Thành Tây về nghịch ngợm, thưa thầy, nhường hai bạn quần hoa vốn có nhiều cao kiến nói về cảm tưởng cánh buồm trên biển ạ. Hai cô nữ sinh mặt đỏ rừ, tay còn cầm con ốc trông vẽ trên cát. Đám con trai cười nháy mắt nhau. Thầy Thành gõ gõ lên đầu em Tây, lại trêu chọc bạn, thầy sẽ phạt ngồi nhà như là lần đi chơi núi mới rồi đó nghe. Nguyễn Thành Tây cười tủm tỉm. Cả đám học trò đua nhau nói những cảm nghĩ của mình về cánh buồm trên biển. Có em đã tưởng tượng, thưa thầy, con thấy biển là một trang vở lớn và buồm là chữ A. Một em khác thì nói tranh, cánh buồm là dấu than trên trang vở biển nữa, thưa thầy. Thầy cười, các trò ạ, người ta ví chí làm trai tự cánh buồm biển cả, tấm lòng già như cây lớn quê hương. Nghe thầy Thành đọc hai câu thơ, các em hết nhìn ra biển lại ngước trông lên ngọn cây. Thầy nói vẻ tin tưởng. Thầy vừa qua tuổi thiếu niên, thầy đọc cho các trò nghe một bài thơ mà thầy đã thuộc cách đây vài năm. Các em hỏi, chúng em chép vào
sổ tay có được không thưa thầy? Được chứ. Thầy đọc chậm chậm, hú hồn thiếu niên, ngồi ngẫm chuyện năm châu trên trái đất, sóng văn minh dồn dập nổi phong trào. Kìa như ai, người thì khôn, sức thì mạnh, đất thì rộng, của thì nhiều. Trời há lẽ, riêng chỉ một cõi, sao ta cứ dã man, quen thói, khom thân nô mà luồn cúi dưới cường quyền. Hú ba hồn các chú thiếu niên. Một ông lão vai vắt tấm lưới từ trong xóm trài đi ra. Theo sau ông là đám trẻ con không áo không quần lấm lem đất cát. Thầy Thành nói nhỏ với các em. Lúc khác thầy sẽ đọc tiếp cho các trò nghe những bài thơ bài ca mới mà thầy đã thuộc. Giờ thầy cho mình đến bắt chuyện với ngư dân. Họ sẽ kể cho nghe vô số chuyện lạ trên bể. Nhìn thấy thầy Thành, ông lão giơ tay quá đầu nói oang oang. Ô, thầy giáo ở trong phố, chào thầy. Cháu chào cụ, hôm nay biển lặng mà cụ nghỉ nhà hả cụ? Ờ, đáng lẽ đã phải ở ngoài khơi. Biển bữa nay lặng như ao, nhưng vàng lưới bọn tôi bị mập và bọn nóc nó cắn. Nhiều tấm rách quá trời, phải nghỉ đến mấy ngày để vá víu đã thầy giáo ạ. Mấy đứa trẻ đứng đằng xa nhìn đám học trò áo quần trắng đẹp, vẻ thèm khát, không dám đến gần. Thầy Thành hỏi ông lão, cháu định đưa học trò vô xóm để các cụ, các ông nói cho nghe những chuyến đi khơi, về lộng, tháo động, vươn bão ạ. Trong xóm bữa này hồng có ai ở nhà đâu. Những ông cùng thuyền với tôi cũng đang đi mỗi người một việc. Chỉ còn tôi vá lưới. Vừa ra coi thuyền, chờ nước dòng đưa thuyền xuống theo. Ông nhìn ra phía xa và nói, để hôm biển động, mời thầy đến xóm trài bầy tôi. Muốn nghe mấy cũng được. Chuyện đi biển kể mấy ngày mấy tháng cũng chẳng hết thầy ạ. Ông già thủng thỉnh xuống thuyền. Thầy Thành dẫn đám học trò đi lại chỗ mấy đứa bé trần trùng trục ngồi bệt dưới cát. Thấy người lạ, mấy đứa nhỏ sợ vùng ra khỏi cát, chạy lùi từng bước. Có hai em nhỏ tuổi nhất thì đứng im để nhìn. Thầy Thành cười nói, chẳng ai làm gì các em đâu mà các em sợ. Các em đến đây, thầy và các anh, các chị cho kẹo. Mấy em lớn, máy máy, bàn tay mềm mại. Đám trẻ trở lại gần bên thầy Thành và các anh chị học sinh. Thầy Thành đưa gói kẹo cho hai nữ sinh phát cho các em. Thầy đứng nhìn các em gầy ốm bé nhỏ nhất trong đám trẻ, thầy hỏi. Em bé này chắc nhà đói lắm phải không? Thưa, nhà nó đói, đói dữ, mà nó vừa mới chết ạ. Thầy Thành sập mí mắt xuống, lông mày rưng rưng. Thầy ngồi thụp xuống, bế xốc em bé lên vai. Nó hơi hốt, hai bàn chân chùi chùi, lấm cả vạt áo trắng trước ngực áo thầy. Thầy dỗ dành, về nhà em, thầy sẽ cho em nhiều kẹo mà. Thầy Thành bế em bé mồ côi cùng các em học trò, đi theo đám trẻ về xóm trài. Khi đi qua giếng thơi, thầy đặt em bé mồ côi xuống, mượn được một số gầu, thầy vào trò múc nước tắm cho đám trẻ. Hai nữ sinh cuốn gọn tà áo dài quanh người, múc nước dội cho em bé nhất. Thầy Thành vừa kỳ cọ cho các em vừa dặn, ngày ngày các em phải tắm cho sạch, ăn uống đã khổ, người lại bẩn thỉu thì không lớn, không khỏe mạnh được. Ba má bận đi làm trài, đánh lưới, thì em lớn tắm cho em nhỏ, ở cùng xóm phải giúp đỡ lẫn nhau. Một số bà con trong xóm thấy chuyện lạ chạy ra, nói bô la bô lô, một chạp, trời đất, mấy thầy, mấy cậu, mấy cô tốt bụng quá lận. Có đời thùa mô, người trên tỉnh sang trọng lại xuống cái xóm mường nước mặn này, cho con nít kêu, tắm gội cho chúng nữa. Hiếm thấy trên trần gian đó nghe. Một bà cụ móm mém nhìn những vết lấm lem trên áo thầy Thành, cụ cười, một nụ cười, héo hắt chỉ còn lợi. Cụ cầm một miếng trầu đặt vào thành giếng, chở sống dao dần dần, thầy Thành đỡ lấy tay cụ, để cháu nhai dùm cụ, dã kiểu này đã không mềm mà ăn lại lạt lẽo. Bà cụ ngạc nhiên, hai mắt nhìn thầy Thành chằm chằm, răng thầy trắng ngọc trắng ngà, mà thầy dành cả việc nhai trầu. Cháu thường nhai trầu cho bà ngoại của cháu cụ ạ. Thầy thương trẻ, quý già, lạ lùng lắm. Ước chi ông quan đầu triều, đức vua đầu nước có lòng thương người như thầy, thì cánh dân đen bầy tôi được mát mặt đôi ba phần. Thầy Thành chắp tay xá xá bà cụ và những người xóm trài. Trên đường về, thầy Thành nói với học trò. Các trò thấy đó, bà cụ sống trên cửa bể này đã rụng hết răng, mà cũng không sắm nổi chiếc cối giã trầu. Cảnh dân mình khổ vậy đó. Thầy đi từ ngoài xứ Nghệ vô đây, nơi nào cũng thấy người dân sống lầm than tối tăm, nhục nhằn. Thầy nghĩ là chúng ta học cái chữ để biết được điều hay lẽ phải ở trên đời.
và theo thầy, trước hết là học để biết và làm được những việc ích nước lợi dân. Từ trong xóm trài cất lên tiếng võng đưa và tiếng du con. Sớm nam, rồi đến chiều nồm, anh đi để lại biển buồn cho em. Thị xã Phan Thiết, tắm nắng hoàng hôn, cửa biển phơn phớt hồng, chân trời tây như đám cháy lớn. Những đám mây ngũ sắc trải đều khắp bầu trời, từng đàn chim đang sải cánh ngang trời như những mũi tên khổng lồ xỉa về hướng tây. Những đám trẻ con nô đùa dưới sân, nhìn lên trời bắt chước đàn chim giang, nắm tay nhau nhảy lò cò hát líu lo. Giang giang díu díu, cánh líu níu nhau, bay thiệt là mau, qua trời qua bể. Thầy giáo Thành đi dạo phố một mình, mắt lắng sâu những điều đang thầm nghĩ. Nhìn đám trẻ nhỏ nhảy nhót hát ca, thầy Thành thấy niềm vui của các em lan vào lòng mình dịu dịu. Thầy cố lưu lại niềm vui nho nhỏ ấy trên dọc đường đi dạo ban chiều. Bên bến sông, thuyền đậu san sát, vối mũi lên bờ. Có những con thuyền vừa cập bến, hoàng hôn nhuộm thắm cánh buồm. Thầy Thành đưa mắt quan sát từng con thuyền từ các phương xa tới ăn nước mắm Phan Thiết. Thuyền từ Sài Gòn, Gia Định, Sa Đéc, An Giang, Huế, Hà Nội cập bến. Thầy Thành dừng bước trước mũi những con thuyền từ Sài Gòn ra. Trên thuyền vắng vẻ, mọi người đã đi chơi phố, chỉ còn lại một người gác thuyền. Thầy Thành dạo bước dọc theo bờ sông, nhưng mắt vẫn đoái trông về các con thuyền đã trải qua muôn trùng sóng nước, vừa ghé bến nghỉ ngơi. Người gác thuyền nhìn lên bờ thấy thầy giáo Thành thì ngờ ngợ như đã được gặp ở đâu rồi. Anh ta nhảy lên bờ, chạy theo thầy Thành. Thưa thầy, thầy Ký. Thầy Thành ngoái về sau, dừng bước. Anh gọi ai? Thưa thầy Ký, tôi trông thầy quen lắm, hình như đã gặp thầy ở một chỗ mô rồi. Tôi dạy học ở đây, tôi không phải là thầy Ký, thầy Thông. Dạ, dạ, thưa thầy giáo. Thầy dạy ở trường Dục Thanh ạ. Ồ, quý hóa quá. Thầy dạy học ở trường của các nhà hàng tâm hàng sản. Anh gọi tôi có chuyện gì không? Dạ, bẩm thầy. Ấy chết, thầy Thành đỡ lời. Anh đừng thưa bẩm, tôi với anh đâu có khác gì nhau. Thưa thầy giáo, tôi là Phu Quân Vác, bên bến cảng Nhà Rồng, thỉnh thoảng mới đi một chuyến ra đây ăn nước mắm. Tôi nhìn thầy rất quen. Hai người bước dọc bờ sông, trăng tằm ửng lên một màu hoa mướp, dòng sông long loáng ánh bạc. Người phu thuyền thỉnh thoảng nhìn thầy, như để tìm kiếm, nhớ lại một kỷ niệm xa xôi. Anh dè dặt hỏi, thầy có ra Huế lần mô không? Tôi đã học ở Huế. Rứa thì... Người phu thuyền xoa xoa hai bàn tay. Thầy học ở Huế năm mô hề. Tôi ở Huế khá lâu, tôi mới sang Huế. Cuối năm 1908 vô đây. Người phụ thuyền dừng bước, hai tay ôm chầm lấy cánh tay thầy giáo Thành. Thầy giáo ơi, đúng là đây rồi. Tôi đã không lầm. Thầy là người đã cứu tôi lúc tôi bị bọn lính Tây đánh dập đầu. Anh vén tóc, đây nỉ, vết sẹo ở góc trán nỉ. Tôi quên răng được, người học trò đã xé áo của mình, băng bó cứu tôi. Đúng thầy là ân nhân của tôi. Thầy Thành đã nhớ ra người bị khủng bố trong cuộc xuống đường đấu tranh ở Huế, hiện đang đi bên cạnh. Nhưng thầy vẫn giữ thái độ bình thản, thầy nói. Gặp cảnh ấy, với bất cứ ai, còn nhớ nghĩa đồng bào thì đều sắn tay vào cùng chia sẻ. Cho nên anh đừng coi người đã làm việc đó là ân nhân của mình. Thầy là người quân tử, thi ân, bất cầu báo. Phần tôi, người được cứu giúp thì phải biết nhớ ơn, nhớ cả đời mình. Anh chân thành và khẩn khoản, may mắn cho tôi được gặp lại thầy ở chỗ ni. Xin mời thầy quá bộ xuống thuyền tôi để được hầu chuyện với thầy cho thỏa cái bụng của tôi. Hiện thời dưới thuyền không có ai cả. Thầy Thành bấy lâu ở Phan Thiết mà lòng đang ấp ủ một dịp đi thẳng vào Sài Gòn. Đây là cơ hội hiếm có. Thầy vui vẻ xuống thuyền và thân mật dặn. Tôi đã dự định đi vô Sài Gòn, rất muốn biết hiện tình hình trong đó ra sao. Nhưng anh đừng vội nói với ai về việc tôi sẽ đi vô trỏng nhé. Thầy giáo cứ vững tin ở cái bụng tôi. Anh chỉ tay vào ngực mình. Tư Lê Ni đã một lần đổ máu bên cầu Tràng Tiền. Thầy là đấng cứu khổ cứu nạn của tôi từ lúc đó. Hai người ngồi trên sạp ở khoang lái, mũi thuyền vẫn gối lên bờ sông. Bóng cây in xuống dòng sông vàng ngời ngợi. Tư Lê lấy ra một chai rượu và hai chiếc chén con. Cầm trên tay chén rượu sóng sánh ánh trăng, giọng xúc động. Thầy giáo ạ, cái phận tôi khổ nhục từ tấm bé, mẹ cha nghèo, có được ít xào ruộng, lệnh quan trên xuống trưng mua để xây công sở chi đó. Họ cho được một ít tiền,
cha tôi đưa vợ con ra kinh thành kiếm sống. Chưa tìm được việc làm, cha tôi ngộ bệnh chết. Mẹ tôi với hai bàn tay trắng, lại một nách hai con, sống vất vưởng ở giữa nơi kẻ chợ. Tôi phải đi mần mớn từ lúc mới 14 tuổi. Hôm tôi đi theo những người đi đòi bỏ sâu bỏ thuế ở Huế là vừa tròn 18 tuổi thôi. Và sau lần bị khủng bố ấy, tôi phải trốn vô tận Sài Gòn để kiếm ăn và tránh bọn cò tầm nã. Mẹ và em gái tôi ở lại Huế, thầy ạ. Thầy Thành đặt bàn tay lên miệng chén rượu, đầu hơi cúi, tiếng nói buồn bã. Dưới cây gầm trời nước Nam mình, sao toàn cảnh đau khổ. Thầy giáo ơi, ông trời cũng run rủi cho tôi được gặp thầy. Một lời, thành bạn tương chi, một ngày nên nghĩa, sướng tùy trăm năm. Vậy xin thầy uống với tôi một ly rượu, mừng cho cái phận của tôi còn có phước. Thầy Thành nâng chén rượu nói, tôi không biết uống rượu, gặp anh quý mến tình anh. Tôi uống với anh chén rượu dưới trăng đêm nay. Thầy Thành đặt chén rượu xuống, tựa tay lên be thuyền nói chậm rãi. Anh Tư đã nói đến tình bạn tương chi, vậy tôi xin nói thật điều tôi đang ấp ủ. Trời đất, Tư Lê thốt lên, thầy giáo hãy tin, Tư Lê ni mà. Tôi tin nên mới ngỏ ý với anh là, buổi gặp nhau này, tôi muốn kết bạn với anh và sẽ cùng anh vô cảng nhà rồng làm thợ. Trời trời, Tư Lê nhổm người như muốn nhảy lên, nhưng anh lại sững sờ. Thầy là người có học thức rộng, làm nghề sang trọng nhàn hạ, được mọi người trọng vọng, tội chi mà dấn thân vô đám cu li bầy tôi. Tôi nghĩ là mình không thể nào tìm riêng cho mình một đời sống vương giả, trong lúc người dân xứ mình đang sống lam lũ, tối như đêm dày đất, roi quan người ta chút xuống đầu, gậy quan người Tây nện xuống lưng, và còn hàng trăm thứ áp bức đè nén khác chồng chất lên thân họ. Trời! Tư Lê ôm chầm lấy thầy giáo Thành. Tôi xin rước thầy về với cánh thợ thuyền này. Cánh thợ xóm tôi chơi được. Thầy giáo ạ! Anh nâng chén rượu vầng trăng. Thầy ít uống thì cạn với tôi ly này nữa. Ta mừng cho tình đời thợ của ta bắt đầu. Từ giờ khắc này anh đừng gọi tôi là thầy giáo, mà hãy gọi tôi bằng tên thôi. Tên tôi là Thành, Nguyễn Tất Thành. Thầy đã cho phép vậy, tôi sướng cái bụng quá. Nhưng thầy vốn là bậc đàn anh của tôi. Thầy Thành lắc đầu, là bạn. Tư Lê vẫn sôi nổi, tôi là thứ tư. Muốn được gọi thầy là anh ba. Anh ba của tôi, anh ba của xóm thợ ngày mai. Tôi nhận cái tên mà anh đã đặt cho, nhưng tôi vẫn là bạn ngang hàng với anh, chứ đừng xếp sắp ngôi thứ kẻ trên người dưới, nó kỳ lắm. Tư Lê giọng xúc động, một khi lòng đến với lòng, dù chênh dù lệch vẫn không nề hà, anh ba. Trăng đã ghé về Tây, những người đi chơi phố đã lác đác trở về thuyền. Tư Lê tiến anh ba lên bờ, trăng in bóng anh ba, thấp thoáng xa dần. Tiếng trống trường dục thanh ngân nga trong sương sớm, chim hải âu sải cánh bên cửa bể mù xa. Học trò hăm hở vào lớp. Từ trong phòng, Từ Hàn, thầy hiệu trưởng Nguyễn Quý Anh ngạc nhiên hỏi. Thầy Thành, bữa nay đến muộn, lạ quá, chắc thầy mệt. Một thầy giáo đỡ lời, chắc là thầy có việc chi đó. Chứ chiều qua thầy vừa đến chơi, thăm hỏi gia đình các ông trong hội đồng quản trị công ty kia mà. Phải rồi, Nguyễn Quý Anh nói. Bữa qua thầy Thành cũng chơi khá lâu ở bên nhà tôi, lúc chập chiều. Thầy còn bàn với tôi việc lập thư viện của trường để học trò có nhiều sách để đọc. Sau đó thầy sang Bắc Lộn, vừa đi công cán ở Mũi Né về. Các thầy giáo đều đến đông đủ trong phòng thầy hiệu trưởng. Ai cũng ngỡ ngàng trước việc vắng thầy Thành. Các trò ở các lớp cũng bắt đầu xôn xao. Thầy Thành đi đâu từ đêm qua? Thầy Thành bị ốm chắc? Thầy Thành gặp chuyện chi không lành? Vừa lúc đó, ông Hồ Tá Bang đến vẻ mặt buồn buồn. Ông đi thẳng vào phòng thầy Nguyễn Quý Anh. Các thầy giáo đứng xúm xít quanh ông dọc hành lang, ngoài sân cỏ. Học trò tụm năm tụm ba nhìn nhau, vẻ mặt em nào cũng ngơ ngẩn. Ông Hồ Tá Bang nói thong thả. Mới tức thời tôi được tin người nhà cho hay, sáng nay thầy Thành không đến phòng trà và ăn điểm tâm. Tôi đinh ninh thầy hiệu trưởng và các thầy đã biết được thầy Thành có việc phải đi. Thầy của băn khoăn nói, gần đây tôi thấy thầy Thành tư lự nhiều. Thầy thường đàm đạo hiện tình đất nước với các ông Nguyễn Hiệt Chi, Trần Lệ Chất. Tôi thỉnh thoảng cũng dự nghe. Tôi cũng ngờ ngợ cái điều mà thầy của nhận xét. Thầy Thành gần đây có một tâm sự khác với lúc thầy mới đến trường. Lúc nào có chút thì giờ,
là bàn đến chuyện có con đường nào cứu được nước nhà thoát khỏi vòng nô lệ. Ông Hồ Tá Bang định nói thêm điều gì thì ông già Tám, người chăm lo cơm nước cho thầy Thành, cầm hai phong thư chạy đến, vẻ mặt ngơ ngác. Các thầy ơi, thầy Thành để lại hai phong thư trong phòng đây này. Mọi người dồn cả về phía ông già Tám. Thầy Thành để thư ở chỗ nào? Thầy hiệu trưởng hỏi. Thư tôi lật gối lên, thấy hai phong thư, tôi không biết chữ, nhưng dám chắc là thư thầy Thành để lại. Tôi cầm chạy vội tới đây. Thầy hiệu trưởng đọc to lá thư của thầy Thành gửi lại, ban bảo trợ trường và các thầy giáo của trường. Mọi người ngồi lặng nghe. Thầy hiệu trưởng Nguyễn Quý Anh nói, việc thầy Thành rời trường Dục Thanh ra đi theo tiếng gọi của Lý Tưởng, đó là điều vui lớn chứ chẳng có vấn đề gì mà chúng ta phải băn khoăn. Ông Hồ Tá Bang nói, cái chậu thủy tinh nuôi được con cá vàng, không thể nuôi được giống cá côn. Chiếc lồng son nuôi chim họa mi, chim hoàng yến, không thể nuôi được chim đại bàng. Trường Dục Thanh của chúng ta không thể là nơi luyện trí anh hùng của thầy Nguyễn Tất Thành. Tôi đã cầm chắc cái điều ấy ngay từ những ngày đầu cậu Ấm Thành bước chân tới đây. Để các trò hỏi phải chờ sốt ruột, tôi muốn mời Hồ Tiên Sinh công bố phong thư thầy Thành để lại cho học trò. Tiếp lời thầy hiệu trưởng, mọi người dồn mắt về phía ông Hồ Tá Bang. Phải rồi, mời tiên sinh. Mời tiên sinh, tuyên đọc, các trò nghe. Học sinh từ các lớp đã xếp hàng tề chỉnh trên sân trường. Ông Hồ Tá Bang đứng trên thềm cao. Phía sau ông là các thầy giáo, ông nói. Các trò nhớ bình tâm, tĩnh trí để nghe rõ ràng những lời thầy Nguyễn Tất Thành để lại cho các trò trước lúc ra đi. Mắt các em mở to chớp chớp đợi chờ. Giọng ông Hồ Tá Bang sáng và ấm. Các trò thân yêu, thầy biết các trò rất yêu mến thầy, nhưng thầy không thể ở lại trường Dục Thanh dài hơn nữa. Dạy thêm cho các trò những bài học, kể thêm những câu chuyện cổ tích, những đời xưa cho các trò nghe. Thầy phải đi, đi rất xa. Ước mơ một ngày mai nước nhà độc lập tự do, kêu gọi thầy dấn bước ra đi. Cho nên thầy để lại lời từ giã mà không tiện gặp đầy đủ các em trước lúc lên đường. Trong hàng ngũ các em có nhiều tiếng thút thít. Ông Hồ Tá Bang, giọng đọc cũng nghẹn lại. Thầy ra đi nhưng lòng vẫn hằng mong các em là những trò giỏi của trường, con ngoan của gia đình, ra đường biết kính người già, nhường em nhỏ, yêu quý mọi người. Các trò thương mến, thầy đi xa lòng vẫn nhớ, vẫn gần các trò. Thầy đã không kịp mua sách, thầy để lại 2 đồng bạc góp vào quỹ thư viện của trường Dục Thanh chúng ta. Chúc các trò tấn tới, hồn nước gọi chúng ta. Trên phía trước, ngày, tháng. Năm 1910, Nguyễn Tất Thành. Ông Hồ Tá Bang và các thầy giáo bồi hồi nhìn học trò. Học trò mắt ướt ngẩn ngơ, nhìn bốn phía kiếm tìm. Những áng mây nhuộm nắng ban mai, bay ra biển xa xăm. Tuổi 20. Thuyền chở hàng của Tư Lê từ Phan Thiết trở về Sài Gòn lúc đêm khuya. Mặt sông loang loáng bóng đêm, thành phố đèn điện sáng như sao xa. Anh ba ngỡ ngàng hỏi, đèn để sáng suốt đêm khắp các phố phường hả anh Tư? Dạ, đèn phường thắp từ chạng vạng đến sáng ngày hôm sau đó, anh ba. Thảo nào mà trên các báo họ không ngớt lời khoe xứ Nam Kỳ trực trị của nước Đại Pháp và Sài Gòn là thành phố văn minh chẳng kém thành phố của các nước trên thế giới. Tôi chưa được ra Hà Nội nên không rõ ở ngoài mở mang cỡ nào. Chưa Huế vô đây thì Sài Gòn là thành phố Tây hóa số 1, anh ba ạ. Sớm mai về nhà chú Ba Đờn, sau đó tôi đưa anh đi coi phố. Giờ anh chợp mắt ngủ lấy một lúc, kẻo mệt. Nghe em ba. Đêm mùa khô, nằm trên sông nước Sài Gòn, anh ba cảm thấy mát dịu như nằm trước cửa bể Phan Thiết đêm hè. Anh không có cảm giác một chút nào cái khí hậu mùa đông. Sang tháng 10, ở ngoài xứ Nghệ dịp này đã rét, gió đông bắc tràn về. Anh ngẫm về những lời Tư Lê nói, Sài Gòn không có thời tiết 4 mùa xuân hạ thu đông, mà chỉ có mùa mưa và mùa khô. Một đêm khô đi qua nhanh chóng, một Sài Gòn trần trụi ồn ào bày ra và choán hết tầm mắt anh ba. Trên lối về nhà ông già Đờn, Tư Lê đưa anh ba qua bến cảng nhà Rồng. Một sự xôn xao mới dấy lên trong tâm trí lúc anh ba nhìn thấy những con tàu viễn dương sừng sững đậu trước cửa sông, nhà khói trắng lên bầu trời. Anh ba níu lấy bàn tay anh Tư Lê, dừng lại ngắm những con tàu mà anh cảm thấy như từng dãy phố nối nhau rằng rạc dài. Đằng mũi sau lái con tàu 2 cột buồm cao ngất nghều, những dây chẳng như bộ rễ cây đa cổ thụ cắm xuống đất sâu.
Giữa tàu đột khởi lên một hình khối giống như một tòa nhà nhiều tầng mà nóc của nó là cái tháp chuông. Anh ba giọng bâng khuâng. Loại tàu cá mập này tuồn vào bụng nó vô khối là người, là của anh Tư gì? Tư Lê chỉ tay khắp cảng. Anh ba coi, mọi sản vật ở xứ mình đều được đưa về đây để tuồn vô cái bao tử, loài cá mập đấy đó. Anh ba nhíu cặp lông mày. Trước mắt anh hình ảnh những người thợ già, thợ trẻ, phụ nữ trẻ em đông như kiến cỏ, quần áo bê bết đất cát, mồ hôi tràn qua mặt, đầm đìa xuống cổ cháy đen, và trên lưng họ kéo những kiện hàng cao chất ngất. Anh cảm thấy xót xa lúc một ông lão quấn chiếc khăn rằn, bộ râu xém nắng dài xuống ngực, cả đến cặp lông mày cũng bị nắng táp vàng hươm. Mắt ông như muốn lồi ra mỗi lần ông gò lưng kéo chiếc xe bò chất đầy những bao bì căng như bụng bò chửa. Một thiếu phụ khoảng ngoài 30 tuổi đẩy sau xe ông lão, vấp phải một đoạn dây xích, bánh xe bị chênh nghiêng. Một bao bì trên nóc xe lăn bịch xuống đất, đứt dây khâu, gạo đổ vung ra. Người thiếu phụ la, bể bao rồi ba ơi. Hai cha con ông lão hót vội gạo vào bao. Anh ba và Tư Lê cũng chạy đến giúp một tay. Người thiếu phụ má ửng đỏ, mắt e thẹn, không dám nhìn thẳng hai người lạ giúp đỡ cha con mình. Ông lão vừa chằm bàn tay hót gạo vừa nói, ơn hai thầy quá, hai thầy coi nhỉ. Ông vừa nói vừa chỉ tay về phía con tàu. Mẹ chúng nó, gạo xứ mình chúng nó hốt về nước chúng nó. Một gã cao lớn, cầm gậy xong uốn cong, cổ hạc, mặt hàm hàm dấn đến, nói giọng bắc. Đồ chó đẻ, đồ chó đẻ, chúng mày làm ăn thế này, ông sẽ khúc lương, đừng có kêu oan. Người thiếu phụ phân trần, lỡ ra chưa ai muốn vầy, thầy la lối dữ vậy. Tên cai giơ gậy dọa, lỡ lỡ cái tổ cha chúng mày. Người thiếu phụ lùi lùi, lưng tựa vào xe, đầu đụng phải đống bao, búi tóc bị sổ xuống, giải khăn rằn rơi lòa xòa quanh vai. Ông lão tay nắm, nhìn chằm chằm vào mặt tên cai. Anh ba và Tư Lê cũng vẫn uất, đứng lên sau ông lão. Tên cai hạ tay roi xuống, vẻ gườm mặt ông lão. Ông giơ hai cánh tay lực lưỡng ra trước mặt, bắp thịt cuộn lên như sóng lượn. Ông gằn từng tiếng. Tội qua, có phải chết thì cũng hết nhục. Hết cái kiếp làm thân con bò, các người ức hiếp lắm quá, con run xéo mãi cũng phải quằn chứ. Tên cai nhìn ông lão và liếc mắt qua anh ba và Tư Lê, vẻ lên mặt. Có một tốp thợ khuân vác đang tới, hắn sợ im lặng bỏ đi. Anh ba và Tư Lê giúp cha con ông già cột kín bao gạo chất lên xe rồi mới đi. Hai cha con ông lão vừa nói đa tạ hai thầy, vừa nhìn anh ba với vẻ ngờ ngợ, vì một thanh niên tuấn tú quần áo sang trọng mà lại lạc bước vào bến cảng này. Anh ba đi bên cạnh Tư Lê nói, anh Tư thấy chưa, phải cứng đầu như ông già thì bọn cậy quyền cậy thế mới chùn tay ăn hiếp anh Tư ạ. Cả đến bọn chủ Tây cũng nể mặt anh em phụ cảng nhà rồng này, chứ không ai dám hống hách như ở những nơi khác anh ba ạ. Ra khỏi bến cảng, đi trên đoạn đường hành lang hình cánh cung, anh ba băn khoăn hỏi, sao không gọi là cảng Sài Gòn mà lại đặt tên là bến nhà rồng hả anh Tư? Tư Lê vỗ vai anh ba, chỉ lên nóc ngôi nhà, lớp ngói vẩy rồng. Trên nóc nhà có hai con rồng trầu mặt trời, đắp bằng xi măng, Tư Lê giải thích. Đi trên bộ hoặc là đi đường thủy, lúc gần vào bến, người ta nhìn thấy ngay ngôi nhà trên nóc có hình hai con rồng, do vậy mà có tên là bến nhà rồng anh ba. Anh ba mỉm cười nhìn về nhà rồng. Một đôi cu gái từ trên ngọn cây dừa vừa chớp cánh lao xuống, đậu trên đầu rồng. Giữa nóc nhà, ám màu thời gian. Qua những bãi rác sình lầy, con đường vào xóm càng sâu càng quanh co, gấp khúc. Có nhiều nhánh rẽ hai bên như cái xương cá. Ở đầu một ngã tư có mấy hàng xén hàng quả. Đằng sau các cửa tiệm nho nhỏ ấy là những túp lều gối nhau như bát úp. Anh ba hơi ngỡ ngàng với cái thế giới hàng chuột này. Anh Tư Lê vui vẻ. Cây mận kia rồi, nhà chú Út có cây mận bự, làm cột tiêu cho cánh thợ đi về, không thể lạc được. Anh ba nghiêng nghiêng, nhìn vào ngôi nhà, nép gọn dưới bóng cây roi. Anh lần nhớ lại lời giới thiệu của anh Tư về cuộc sống gà trống nuôi con của ba cha con ông già đờn. Chẳng mấy ai rõ tên ông già là gì mà chỉ quen gọi bằng tên người con gái út là Huệ. Nghe nói ông là một người nhà giàu có ở miền Châu Thổ, sông Tiền. Vì thua kiện, bị phá sản, vợ chết, hai người con trai cũng bị chết bệnh liên tiếp trong mấy năm. Ông buồn phiền bỏ về quê nhà, đưa con gái út lên sinh sống ở bến nhà rồng.
vì ông Đờn hay, anh em thợ gọi luôn là ông già Đờn. Ông làm phu khuân vác, cô Út Huệ lo việc cơm nước cho ông và nấu cơm giúp cho một số công nhân không có gia đình. Thỉnh thoảng cô Út Huệ cũng ra cảng nhận việc làm công nhật với cha. Anh ba theo Tư Lê bước qua rãnh, rẽ vào cái ngõ hun hút như ống áo. Anh đứng khựng lại lắng nghe tiếng đàn nhị từ trong mái nhà tranh bay ra réo rắt. Tư Lê nói khẽ, ông già Đờn Đờn đó anh ba. Lúc ông già Đờn là lúc ruột gan ổng bồi hồi, nước mắt thường đọng ngập bờ mi. Gặp lúc đó đừng chào hỏi chi, vì ổng đang nhập thần vô cây đờn. Tôi đã thưa chuyện anh với ổng và Út Huệ rồi. Hai người bước vào nhà. Ông già Đờn ngồi xếp bằng trên cái sập gỗ, tay đang nắn nót cung đàn, mắt lờ đờ đảo nhìn và gật đầu đáp lễ anh ba. Dưới nền nhà trải chiếc chiếu mộc, mấy anh thợ trẻ đang nằm gối đầu lên nhau, lưng trần, da đen như da chung. Họ đang ngậm trên môi điếu thuốc tổ sâu. Thấy Tư Lê đưa khách về, mặc dù đã được báo trước, họ vẫn nhìn anh ba với con mắt lạ lùng. Hai anh thợ ngồi dậy tựa lưng vào vách, mắt vẫn nhìn anh ba. Họ ngạc nhiên về một anh da tóc, mặt mày, chân tay và áo quần thuộc lớp người ăn trắng mặc trơn mà lại lạc vào xóm trọ thợ này. Nhưng có đôi mắt sáng, hiền lành và ấm áp làm cho lòng họ cảm thấy dễ mến và dễ gần. Út Huệ đang thổi cơm dưới bếp lấp ló nhìn lên nhà. Tư Lê đến cửa bếp nói nhỏ, cô Út cho anh ba và tôi ăn cơm nghe. Thầy ba, Út Huệ thì thầm, thầy ba học thức, kiểng trai quá trời mà vô đây chịu nổi sao anh Tư? Vậy mới là một người hiếm thấy chứ, cô Út. Anh ba vừa bắt chuyện với ba anh thợ, vừa lắng vào trái tim mình tiếng đàn và lời ca của ông già Đờn. Kéo neo tàu chạy, gạt nước mắt tiễn đưa. Thương người đi muôn trùng sóng vỗ. Ông già buông lời ca, tay đàn, ngồi thừ và nhìn đau đáu ra ngõ hẹp. Ông treo cây đàn lên và ngồi xuống bên anh ba. Ông đặt bàn tay rám nắng vào vai anh ba, nói tiếng chắc nịch. Ủa, thầy ba Nghệ đã về thấu đây ta? Dạ, cháu về với anh Tư từ ban nãy mà chú, vì chú đang say đàn, anh ba nói. Anh ba muốn thưa chuyện với chú, Tư Lệ nói, nhưng chú còn dở tay đờn, ảnh chưa dám nói chuyện. Ờ, phải rồi, thầy ba là người tay mắt nên biết trọng thú vui của người khác. Biết nhiêu đó, đủ để qua đây tôn kính rồi đó. Thưa chú, anh ba nói, cháu đã được anh Tư Lê cho biết về tấm lòng của chú và cô Út, cũng như tình của anh chị em xóm trọ, do đó cháu tìm đường từ ngoài miền Trung vô đây. Ông già đỡ lời ngay, khỏi dài dòng nghe thầy ba. Thầy ba đã từng là ân nhân của Tư Lê, thì thầy ba sẽ dám xả thân, cứu những người khổ đau khác. Thầy ba là hạng người Lục Vân Tiên rồi. Ông già Đờn ca luôn một đoạn thơ Lục Vân Tiên. Vân Tiên ghé lại bên đảng, vẻ cây làm gậy, nhắm làng sông vô. Kiểu rằng, bớ đảng hung đồ, chớ quen làm thói hồ đồ hại dân. Dứt khúc ca, ông già Đờn ôm choàng anh ba vào vòng tay, mắt óng ánh lên, niềm xúc động. Khỏi phải bày trò gì mà bấy nhiêu câu của Lục Vân Tiên đã nói đủ cái lòng của người già này đối với thầy ba. Thầy ba về đây với tụi tôi, chật nhà, rộng bụng mà. Chú Út ơi, anh ba xúc động, chú đừng gọi cháu là thầy, chú hãy coi cháu như là anh Tư, như các anh đã ở trong nhà chú. Rồi rồi, được rồi, đã nghĩ về nhau như vậy thì già này sẽ gọi là anh ba hoặc gọi là ba Nghệ, đều một nghĩa trọng cả mà. Út à, ông già gọi con gái. Từ dưới bếp Út Huệ thư dịu dàng. Dạ, ba gọi con có việc chi thưa ba? Con làm cơm lâu vậy? Xong rồi thưa ba, nhưng con đợi ba Đờn hết đã mà. Trời đất, cái con nhỏ này hồng sáng ý chi trọi hả? Bữa nay có anh ba về, cần ăn cơm sớm để anh nghỉ ngơi chút, rồi còn đi coi phong cảnh Sài Gòn chứ. Tiếng ông già chìm đi giữa tiếng ồn ào của anh em thợ. Anh ba đội cái mũ nan to vành và đi đôi dép bằng lốp xe kéo của ông già Đờn. Út Huệ ở trong bếp ngó ra mỉm cười, vì vóc người học trò của anh ba chẳng ăn nhập gì với cái thứ dép mũ cu li của ba mình. Ông già và đám thợ trẻ thì khoái trá cười, coi bộ ngon hết. Anh ba cười hơi ngượng ngập, ở Sài Gòn có nhiều xưởng máy không hả anh Tư? Sài Gòn, đất Nam Kỳ, trực trị, coi như một tỉnh của nước Pháp, cho nên được tự do nhiều thứ. Vì vậy mà ngành công nghệ ở Sài Gòn đã dựng lên nhiều xưởng máy, nhưng là của người Tây, chứ của người Việt mình thì chưa có.
là những xưởng gì đó anh Tư. Tôi hỏng dành hết Sài Gòn, chỉ quanh quanh miệt sông này, nên biết có xưởng ba son, xưởng xi măng, xưởng pha xi, xưởng xít. Các xưởng ấy chế tạo những máy móc gì, anh Tư có biết không? Tất cả các xưởng chỉ làm cái việc sửa chữa, chứ đâu chế tạo ra nổi máy móc. Như ba son thì sửa chữa tàu nhà binh, xưởng xi măng ở bên kia sông, xưởng chữa các loại tàu bự vượt đại dương, còn xưởng pha xi sửa chữa các tàu loại nhỏ. Riêng cái xưởng xít chuyên sửa xe hơi. Chúng mình xin vào làm thợ xưởng của ba son. Có khó lắm không anh Tư? Đâu có được anh ba. Muốn vô đó thì phải là lính thợ, hoặc đã học ở trường bá nghệ được kén chọn làm lính thủy, chứ đâu có dễ anh ba. Anh ba nhìn vào quân cảng lắc đầu. Hai người thủng thỉnh đi qua các phố trung tâm Sài Gòn. Tư Lê nói nhỏ, vô tiệm giải khát ăn kem cho mát ruột rồi hẵng đi. Anh ba. Anh ba hơi ngỡ ngàng hỏi, kem làm món ăn có đắt lắm không mà chúng mình vào tiệm ăn hả anh Tư? Một thứ giải khát bình dân nhất, anh ba ạ, chỉ cần có một cách thì anh em mình ăn đến phát rét lên. Anh ba vẫn chưa rõ món kem là loại thức ăn gì mà lại rẻ vậy, lại ăn nhiều thì phát rét lên. Bước vào cửa hàng giải khát, anh ba hơi choáng ngợp trước cảnh đông đúc, nhiều người mặc đồ sang trọng xen lẫn với vô số người lao động mình trần quần đùi chân đất, khăn rằn vắt vai, ngồi cò đậu trên mặt ghế ăn những cốc kem, que kem bốc hơi trắng. Anh đinh ninh món ăn còn bốc hơi này hẳn là nóng sốt. Trong lúc đợi cô hầu bàn đem kem đến, anh ba hơi ngạc nhiên nhìn lên trần nhà nói nhỏ, cái máy gió quay tít quá anh Tư nhỉ. Tư Lê cười, quạt máy đó anh ba, còn gọi là quạt trần nữa. À phải rồi, tôi đọc sách Pháp thấy tả về những cái quạt trần, quạt bàn, nhưng bây giờ mới nhìn thấy nó. Anh lại ngước nhìn quạt trần nói, thế này thì văn minh hơn các thứ quạt hầu ở chốn cung đình và ở các nhà quan. Cô hầu bàn bưng khay kem cốc đến. Anh ba cũng cảm thấy lạ mắt về bộ áo choàng trắng, mũ trắng, tất tay trắng của người con gái hầu bàn. Anh đưa mắt nhìn cách ăn của Tư Lê. Anh cầm thìa con xúc một miếng, hơi kem bốc lên thơm phức. Anh thụt lưỡi lại, đặt thìa kem xuống, mắt chớp chớp lia lịa. Chà, lạnh cóng cả miệng anh Tư ơi. Tư Lê che miệng và cố nén cơn cười bất ngờ. Anh cứ ăn đi, chỉ lạnh một miếng đầu. Tư Lê nói, ăn miếng đầu thì cảm thấy lạnh, còn sau nữa là cái mát thấu khắp người mà anh ba. Anh ba ăn nhón nhén, anh gật gật đầu. À, thì ra đây là crème, một món ăn rất thông thường của người Pháp mà tôi đã gặp trong sách. Thưởng thức xong món kem, ra khỏi cửa hàng giải khát, anh ba nói với Tư Lê, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, anh Tư ạ. Học và đọc sách mà không được nhìn tận mắt tận tay thì chỉ có là biết có một nửa thôi. Cho nên có một số ông quan đại thần đi sang Pháp về, nói cứ có thứ đèn chúc ngược xuống mà dầu không đổ ra. Người ngồi trên xe hai bánh đạp, lái đi bon bon mà không ngã. Vua Tự Đức cho là đi xa về, nói láo, khép tội khi quân. Cũng là điều không đáng trách. Phải không anh Tư? Ai mà biết hết được mọi việc trên đời đâu anh ba. Hai người lại im lặng đi và quan sát. Bàn chân chưa quen cọ sát với thứ dép lốp xe cao su, anh ba thỉnh thoảng phải cúi người xuống sửa lại dép. Tư Lê đưa anh ba đến xem những công trình của người Pháp xây dựng. Anh ba trầm ngâm nhìn tòa nhà thờ Đức Bà và đi qua đi lại khá lâu quanh khu vực tòa án đổ sộ. Anh ba và Tư Lê dạo bước đến dinh thống đốc, qua tòa đô chính. Anh hỏi Tư Lê, anh Tư ở Sài Gòn đã lâu, thường đi qua những tòa nhà đồ sộ này, có khi nào anh để bụng coi việc người Pháp họ xây dựng lên những thứ đó với mục đích gì không? Anh Tư Lê hơi bối rối. Anh ngước nhìn tòa nhà cao như là tìm kiếm cái điều mà anh ba hỏi nằm đâu ở trên đó. Anh nói như than vãn, trời đất quỷ thần ơi, anh ba hỏi thằng em này cái điều tối hệ trọng ấy thì chết chứ sao trả lời nổi. Tư Lê trùng giọng, hồi tôi mới vô Sài Gòn cũng đi xem kiềng phố với chú Út và thằng Sáu Đen. Sáu Đen là cái cha chửi thề giữa bữa ăn đã bị chú Út giày hẳn một chập hồi mai ý anh ba. Mình nhớ rồi, anh ba nói. Anh biết không, Tư Lê nói, lần đầu tiên Sáu Đen trông thấy tòa thống đốc, ngợp mắt đã thốt lên, cha trời, người Tây họ cất nhà nguy nga vậy, Sài Gòn mình đẹp tuyệt trần rồi. Chú Út ục luôn một quả đấm vào vai Sáu Đen và mắng liền,
Mày nói gì mà ngu quá vậy sao? Họ cất nhà, xây dinh thự là để họ ở, mà cai trị, mà đè đầu cưỡi cổ dân mình, chứ đâu phải để làm đẹp cho thành phố mình. Anh ba nắm chặt tay Tư Lê. Anh Tư ơi, anh nói bấy nhiêu mà cũng chỉ bấy nhiêu đã đủ. Nói như cụ Nguyễn Du, một lời cũng đã, tiếng rằng tương chi. Chúng ta xem từng ấy công trình mở đầu của người Pháp tại Sài Gòn, ta thấy năm 1877 họ xây dựng nhà thờ Đức Bà, năm 1881 họ xây dựng tòa án, năm 1885 họ xây dựng dinh thống đốc và năm 1900 họ xây dựng tòa đô chính. Rõ ràng người Pháp đến xứ mình, việc xây dựng đầu tiên không phải là những công trình phúc lợi cho dân, mà là nhà thờ, nơi gom phần linh hồn. Thứ đến là xây tòa án để trừng phạt những thân xác dân mình và xây nơi đầu não của bộ máy cai trị. Tư Lê đắc ý, anh ba chữ nhiều có khác. Với con mắt còn vỡ ngỡ, anh chỉ nhìn qua một lượt các công trình mà đã đọc thấu tận tâm đồ của chính phủ đối với xứ Nam Kỳ trực trị. Thực tình biết bao nhiêu người hàng ngày đi qua đi lại nhà thờ tòa án, nhưng dễ mấy ai đã nhìn nhận ra được cái bể trong của nó. Anh ba, trời về chiều, đường phố càng đông đúc, các tiệm ăn hội tụ đủ những hạng người. Anh ba vẫn chưa hết ngỡ ngàng với Sài Gòn. Người Hoa nhiều nhan nhản, tiệm ăn tiệm giải khát, hiệu thuốc bắc, hàng tấm hàng xén, hàng vàng bạc, nhà thầu khách sạn, nhà trọ, và cả những thứ hàng rong đủ cả tiếng giao, nghe chẳng hiểu nổi. Anh Tư Lê cứ phải làm công việc thông ngôn lại cho anh ba trên dọc lối đi qua. Trên đường về qua đồn Tây mà người Sài Gòn gọi là Bót Catina, anh ba và Tư Lê bàng hoàng nhìn thấy những tên cảnh sát Tây, cảnh sát ta lôi về đồn. Hai người bị trói cánh khuỷu, máu mê bê bết từ đầu xuống chân, không còn đi nổi nữa. Anh ba nghe những người qua đường hỏi nhau, hai người đó có tội gì mà họ hành hạ ghê gớm vậy? Về tội ăn cắp, bị bắt ở chợ Bến Thành. Hồng biết có thiệt là ăn cắp không, chỉ nghe hô lên kẻ cắp là cả trăm người xúm lại đánh kẻ đó rồi. Rồi mã tả ập tới lập công vậy đó. Không dám nhìn hai nạn nhân, anh ba kéo tay Tư Lê quay về xóm thợ. Anh nói nhỏ với Tư Lê, giọng nghẹn ngào, kẻ ăn cướp cả giang sơn mình, cướp cả nòi giống mình thì chẳng thấy ai hô hào đứng lên đánh đuổi.